Xin kính chào quý vị. Thế giới 24 giờ qua có rất nhiều thông tin đáng quan tâm. Ngay sau đây là những cập nhật của chúng tôi. Mời quý vị đón xem. Nga cảnh báo NATO tỉnh táo lại trước tên lửa Oresnik. Ngày 22 tháng 11, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev trong cuộc trao đổi với hãng tin A1 Arabia đã nhấn mạnh rằng xung đột Nga-Ukraine có thể chấm dứt ngay lập tức mà không cần thêm thương vong nếu NATO thay đổi cách tiếp cận. Ông kêu gọi khối liên minh này từ bỏ chính sách hiếu chiến đối với Moscow. Ông Medvedev cáo buộc NATO đã tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột khi cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công lãnh thổ Nga. Ông chỉ rõ các loại vũ khí như tên lửa ATACMS và hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS do Mỹ sản xuất, cũng như tên lửa Storm Shadow từ Anh đã được sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công này. Theo ông, các quốc gia phương Tây không chỉ cung cấp vũ khí và hỗ trợ tài chính cho Ukraine, mà còn tham gia sâu hơn bằng cách cung cấp mục tiêu cho các cuộc tấn công. Ông Medvedev nhấn mạnh rằng các hệ thống vũ khí hiện đại này không thể hoạt động hiệu quả nếu thiếu sự hỗ trợ từ các chuyên gia đến từ các quốc gia sản xuất chúng. Trong bối cảnh này, Nga tiếp tục giới thiệu những tiến bộ quân sự mới. Nổi bật là tên lửa siêu vượt âm Oresnik. Theo nhà phân tích quân sự Vladislav Surygin, tên lửa này có khả năng vượt qua mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại và tiêu diệt các bunker kiên cố ở độ sâu lớn mà không cần đến đầu đạn hạt nhân. Tên lửa Oresnik được đánh giá là một mối đe dọa đáng kể đối với NATO. Với tầm bắn 3.000 đến 5.000 km, nó có thể vươn tới hầu hết các mục tiêu quan trọng ở châu Âu, bao gồm căn cứ tên lửa Aegis Ashore của Mỹ tại Ba Lan, chỉ trong khoảng 8 đến 11 phút. Ông Sergei Karakayev, chỉ huy lực lượng tên lửa chiến lược Nga, khẳng định Oresnik có thể tấn công mọi mục tiêu, kể cả những mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Điều này tạo nên sự khác biệt giữa Oresnik và các loại vũ khí tầm xa khác. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng tuyên bố Oresnik là một trong những bước tiến lớn trong lĩnh vực quân sự của Nga, hoàn toàn không phải sự cải tiến từ các vũ khí thời Liên Xô. Ông khẳng định các quốc gia khác phải mất ít nhất 1 hoặc 2 năm nữa mới có thể đạt được công nghệ tương tự. Những tuyên bố và hành động mới từ Nga tiếp tục làm gia tăng căng thẳng giữa Moscow và NATO. Việc Nga nhấn mạnh khả năng tấn công vượt trội của Oresnik cùng với các cáo buộc NATO trực tiếp tham gia vào xung đột đã đặt ra nhiều thách thức cho cộng đồng quốc tế trong việc tìm kiếm giải pháp hòa bình. Câu hỏi lớn hiện nay là liệu các bên có thể thoát khỏi vòng xoáy đối đầu quân sự để hướng đến đối thoại hay không, khi căng thẳng tiếp tục leo thang cả trên chiến trường và trong các tuyên bố chính trị. Nga phóng tên lửa siêu vượt âm Oresnik, mối đe dọa mới khiến NATO sợ hãi. Trong một động thái đầy bất ngờ, Nga đã phóng thử tên lửa siêu vượt âm mới mang tên Oresnik trong cuộc tấn công vào thành phố Dnipro, Ukraine, ngày 21 tháng 11. Tên lửa này nhanh chóng gây chú ý khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố rằng không có hệ thống phòng không nào trên thế giới hiện nay có thể đánh chặn được nó. Phát biểu ngày 22 tháng 11, ông Putin cho biết Nga sẽ tiếp tục thử nghiệm và tiến tới sản xuất hàng loạt tên lửa Oresnik. Đây là loại tên lửa đạn đạo tầm trung, có khả năng mang cả đầu đạn thường lẫn hạt nhân, với tốc độ siêu vượt âm lên đến Mach 10, tương đương 2,53 km trên giây. Ông nhấn mạnh, hiện nay không có biện pháp đối phó nào trên thế giới có thể ngăn chặn loại tên lửa này. Theo các báo cáo, Oresnik đã di chuyển từ trường bắn Kabustin IR ở Nga đến Dnipro cách 800 km, chỉ trong 15 phút, đạt tốc độ cuối cùng trên Mach 11. Trong vụ thử nghiệm, tên lửa được cấu hình siêu thanh phi hạt nhân và bắn trúng mục tiêu một cách chính xác. Cựu đại tá Nga Viktor Litovkin giải thích Oresnik có khả năng bay ở tốc độ siêu vượt âm và cơ động giữa chuyến bay. Điều này khiến hệ thống phòng thủ hiện đại của phương Tây như Aegis Ashore tại Ba Lan trở nên vô dụng. Với tầm bắn từ 1.000 km đến 5.500 km, Oresnik đủ khả năng đe dọa các mục tiêu quan trọng của NATO tại châu Âu chỉ trong 8 đến 11 phút. Đáng chú ý, hệ thống tên lửa này còn có thể mang từ 3 đến 6 đầu đạn dẫn đường độc lập MIRV, tăng cường khả năng tiêu diệt nhiều mục tiêu cùng lúc. Trong vụ thử nghiệm tại Ukraine, các đầu đạn thông thường đã chạm mục tiêu gần như đồng thời, cho thấy sự hiệu quả vượt trội của Oresnik. Tên lửa Oresnik được xem là bước tiến mới của Nga trong lĩnh vực vũ khí siêu vượt âm, tiếp nối những thành công từ tên lửa Kinzhal và phương tiện lướt Avangard.
Theo chuyên gia quân sự Victor Baranets, nguyên lý hoạt động của Oresnik tương tự như Kinzhan, sử dụng động cơ đẩy của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa UR-100NU để đạt tốc độ siêu vượt âm. Bộ Quốc phòng Mỹ nhận định, Oresnik có thể được phát triển từ tên lửa đạn đạo RS-26 Rubet, vốn được Nga thử nghiệm thành công từ năm 2012 nhưng sau đó dừng triển khai vào năm 2018. Tuy nhiên, Nga đã nâng cấp và cải tiến đáng kể để tạo ra Oresnik, một phiên bản mang tính đột phá hơn. Việc Nga công bố tên lửa Oresnik khiến Mỹ và NATO không khỏi lo ngại. Hiện tại, các tên lửa siêu vượt âm của phương Tây mới chỉ đạt tốc độ Mach 5,5 và chưa có biện pháp phòng thủ nào được chứng minh hiệu quả trước những mối đe dọa như Oresnik. Chuyên gia Pavel Botvik, giám đốc dự án lực lượng hạt nhân Nga, nhận định rằng Oresnik có thể gây nguy hiểm cho toàn bộ châu Âu nhưng khó có khả năng tấn công trực tiếp Mỹ do tầm bắn giới hạn. Tuy nhiên, ông Putin tuyên bố Nga sẽ xem xét việc triển khai thêm tên lửa tầm trung và tầm ngắn dựa trên hành động của Mỹ và các đồng minh. Điều này làm dấy lên lo ngại về một cuộc chạy đua vũ trang mới tại châu Âu, đặc biệt trong bối cảnh hiệp ước INF về hạn chế tên lửa tầm trung đã sụp đổ từ năm 2019. Dù sở hữu sức mạnh vượt trội, việc sản xuất hàng loạt Oresnik không phải là điều dễ dàng. Chuyên gia Ian Matveyev cho rằng, chi phí phát triển và chế tạo tên lửa này là rất lớn, khiến khả năng Nga triển khai quy mô lớn gặp hạn chế. Bất chấp những thách thức, việc thử nghiệm thành công Oresnik đã khẳng định vị thế của Nga trong lĩnh vực vũ khí siêu vượt âm. Đây không chỉ là thông điệp mạnh mẽ gửi đến NATO mà còn là bước tiến quan trọng trong chiến lược quốc phòng của Moscow. Oresnik không chỉ là minh chứng cho tham vọng công nghệ quân sự của Nga mà còn làm gia tăng căng thẳng giữa Moscow và phương Tây. Khi tốc độ và khả năng cơ động của loại tên lửa này vượt xa những gì các hệ thống phòng thủ hiện đại có thể xử lý, nó đặt ra một thách thức lớn cho chiến lược phòng thủ của NATO. Trong bối cảnh quan hệ quốc tế ngày càng phức tạp, sự xuất hiện của Oresnik có thể là ngòi nổ cho một cuộc chạy đua vũ khí mới. Tên lửa đạn đạo Oresnik là kiệt tác trong chế tạo tên lửa quân sự sử dụng nhiên liệu rắn hiện đại của Nga. Vào ngày 21 tháng 11 năm 2024, Nga đã thực hiện một động thái đầy ấn tượng khi lần đầu tiên sử dụng tên lửa siêu thanh Oresnik tấn công một cơ sở quốc phòng của Ukraine tại thành phố Dnipro. Tên lửa Oresnik được coi là một bước tiến vượt bậc trong công nghệ tên lửa của Nga đã gây ra làn sóng chấn động toàn cầu. Đây là vũ khí đạn đạo tầm trung có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và được trang bị những công nghệ hiện đại khiến nó trở thành một mối đe dọa chiến lược đáng sợ không chỉ đối với Ukraine mà còn với toàn bộ châu Âu. Tên lửa này có khả năng bay với tốc độ Mach 10, tương đương khoảng 3 km/giây, gấp 10 lần tốc độ âm thanh. Điều này làm cho Oresnik gần như không thể bị đánh chặn bởi các hệ thống phòng không hiện tại. Tổng thống Putin đã tuyên bố rằng không có hệ thống phòng không nào trên thế giới có thể đối phó với loại tên lửa này, đồng thời nhấn mạnh sự khó khăn trong việc phát hiện và ngăn chặn tên lửa do khả năng cơ động của nó khi bay. Tầm bắn của Oresnik mặc dù được xếp vào loại tên lửa tầm trung nhưng có thể vươn xa lên tới 3.000 đến 5.000 km, khiến nó có thể đe dọa hầu hết các quốc gia ở châu Âu. Tên lửa này được phóng từ bay thử Kabustinya ở Astrakhan, cách Dnipro khoảng 900 km và có thể tấn công các mục tiêu quan trọng trên khắp châu Âu nhưng không thể vươn tới Mỹ. Việc Oresnik có tầm bắn xa như vậy khiến nó trở thành một công cụ chiến lược cực kỳ quan trọng trong chiến lược quân sự dài hạn của Nga. Các chuyên gia quân sự cho rằng, dù tên lửa này được mô tả là tầm trung, thực tế nó có thể mang sức tấn công tương đương với tên lửa tầm xa, có khả năng tấn công chính xác vào các cơ sở hạ tầng quan trọng, tạo ra mối đe dọa ngay lập tức đối với các quốc gia thù địch. Một điểm đáng chú ý khác là khả năng mang đầu đạn độc lập của Oresnik với khả năng mang từ 3 đến 6 đầu đạn. Mỗi đầu đạn có thể tấn công mục tiêu riêng biệt. Điều này tạo ra sự khó khăn lớn cho các hệ thống phòng thủ tên lửa khi buộc các hệ thống phải lựa chọn và đối phó với nhiều mục tiêu cùng lúc. Mặc dù lần này, Nga chỉ sử dụng đầu đạn thông thường trong cuộc tấn công vào Ukraine, nhưng Oresnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Điều này mở ra khả năng tấn công hạt nhân chiến lược nếu cần thiết. Tên lửa Oresnik được cho là dựa trên mẫu RS-26 Rubet, một loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Nga. Mặc dù thông tin về Rubet vẫn còn ít ỏi, nhưng theo các chuyên gia, Oresnik có thể có hai giai đoạn và nặng, không được sản xuất hàng loạt. Đây là một loại tên lửa đắt đỏ, nhưng với khả năng chiến đấu cao và các đặc tính vượt trội về tốc độ và độ chính xác, nó đã trở thành một phần quan trọng trong kho vũ khí của Nga.
việc phát triển và sử dụng Oreknik trong chiến đấu đã thể hiện rõ sức mạnh công nghệ và chiến lược quân sự của Nga, đồng thời đặt ra một thách thức lớn đối với các quốc gia phương Tây. Cuộc tấn công này là một thông điệp mạnh mẽ mà Nga gửi đến thế giới, đặc biệt là phương Tây, khi họ đối mặt với một loại vũ khí mới mà các hệ thống phòng không hiện đại không thể đối phó. Tên lửa Oreknik đã đưa Nga vào một vị thế mới trong cuộc xung đột với Ukraine, đồng thời nâng cao khả năng chiến lược của Moscow trong việc đối phó với những mối đe dọa từ phương Tây. Sự xuất hiện của Oreknik cũng đặt ra câu hỏi lớn về tương lai của các hiệp ước quốc tế như Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung INF, khi cả Mỹ và Nga đã rút khỏi hiệp ước này, mở ra khả năng triển khai tên lửa tầm trung ở khắp mọi nơi. Chắc chắn rằng, với sự xuất hiện của Oreknik, Nga đã thay đổi cục diện cuộc chiến và đặt ra một thách thức chiến lược không thể xem nhẹ đối với các quốc gia phương Tây. Ukraine kêu cứu phương Tây đối phó với tên lửa Nga. Sau khi Nga tuyên bố sử dụng tên lửa siêu vượt âm Oreknik để tấn công thành phố Dnipro của Ukraine, Kiev đã nhanh chóng kêu gọi các đồng minh phương Tây tăng cường viện trợ hệ thống phòng không mới, nhằm bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng quan trọng khỏi mối đe dọa này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chỉ thị cho Bộ trưởng Quốc phòng của mình tổ chức các cuộc họp với các đối tác quốc tế để thảo luận về việc cung cấp những hệ thống phòng không hiện đại, có khả năng đối phó với các loại tên lửa tiên tiến mà Nga đang sử dụng. Trong một tuyên bố gần đây, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng Ukraine sẽ cung cấp tất cả thông tin về tên lửa Oreknik để thế giới hiểu rõ về mối đe dọa mà quốc gia này đang phải đối mặt. Ông khẳng định, chúng tôi sẽ cung cấp tất cả các chi tiết để thế giới phải biết sự thật và nhận ra rằng bên duy nhất không muốn hòa bình là Nga. Đó là lý do tại sao Nga cần leo thang. Nga đã sử dụng tên lửa Oreknik trong cuộc tấn công vào Dnipro vào sáng ngày 21 tháng 11, đánh dấu sự leo thang mạnh mẽ trong cuộc xung đột với Ukraine. Tổng thống Putin cho biết, tên lửa này có khả năng di chuyển với tốc độ gấp 10 lần tốc độ âm thanh. Điều này khiến các hệ thống phòng không hiện có không thể đánh chặn. Các nguồn tin từ Nga cho biết, tầm bắn của tên lửa này có thể lên đến 5.000 km và nó có thể mang nhiều đầu đạn độc lập, cho phép tấn công các mục tiêu khác nhau trong một đòn tấn công. Ukraine cho biết cuộc tấn công của Nga đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng và nhấn mạnh rằng đây là một chiến thuật tâm lý của Moscow nhằm gây áp lực lên tinh thần người dân và quân đội Ukraine. Kiev khẳng định rằng số lượng tên lửa Oreknik của Nga hiện nay còn rất hạn chế, nhưng mối đe dọa từ loại vũ khí này vẫn rất nghiêm trọng. Trước sự xuất hiện của tên lửa siêu vượt âm Oreknik, Ukraine đã tìm cách tăng cường khả năng phòng thủ của mình. Theo các nguồn tin từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine, Kiev đang tích cực hợp tác với Mỹ và các đối tác phương Tây để có được các hệ thống phòng không tên lửa tiên tiến như THAAD, hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo tầm cao, và hệ thống Patriot nâng cấp. Những hệ thống này được kỳ vọng có khả năng bảo vệ Ukraine khỏi các cuộc tấn công của tên lửa đạn đạo và siêu vượt âm. Đồng thời, Ukraine cũng đang thảo luận với Mỹ về khả năng cung cấp các vũ khí có khả năng đánh chặn tên lửa liên lục địa, để đảm bảo rằng các mối đe dọa từ Nga sẽ không thể đánh trúng các mục tiêu chiến lược của Ukraine. Cuộc tấn công của Nga vào Dnipro được cho là một phản ứng đối với việc Ukraine lần đầu tiên sử dụng các tên lửa chiến thuật tầm xa do Mỹ và phương Tây sản xuất như ATACMS và HIMARS để tấn công vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Putin đã cảnh báo về việc Nga sẽ có các biện pháp đáp trả, đồng thời khẳng định rằng việc sử dụng tên lửa Oreknik là một phần trong chiến lược quân sự của Nga nhằm bảo vệ lãnh thổ và đáp trả các hành động của Ukraine. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự nhận định rằng Oreknik không chỉ là một công cụ quân sự mà còn là một vũ khí tâm lý được thiết kế để gây lo sợ và hoang mang cho người dân và quân đội Ukraine. Điều này càng làm tăng cường những lo ngại về khả năng mở rộng của cuộc chiến, đặc biệt là khi Nga vẫn duy trì chiến thuật đẩy mạnh các cuộc tấn công quy mô lớn vào các thành phố và cơ sở hạ tầng của Ukraine. Tên lửa Oreknik của Nga là một vũ khí hiện đại có tốc độ siêu vượt âm, vượt trội hoàn toàn so với các loại tên lửa thông thường. Với tốc độ gấp 10 lần tốc độ âm thanh và khả năng cơ động cao, Oreknik không chỉ có thể xuyên thủng hệ thống phòng không hiện tại, mà còn gây khó khăn lớn cho các quốc gia đang cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine. Các chuyên gia cho rằng loại tên lửa này có thể là mối đe dọa không chỉ đối với Ukraine, mà còn đối với các quốc gia trong khu vực và NATO, đặc biệt là khi các vũ khí siêu vượt âm ngày càng trở nên phổ biến. Ukraine đã phản ứng mạnh mẽ với việc Nga sử dụng tên lửa Oreknik và kêu gọi sự đoàn kết của các đồng minh quốc tế để chống lại mối đe dọa này.
Tổng thống Zelensky khẳng định, nếu không có sự giúp đỡ của các đối tác, rất khó để chúng tôi đối phó với các tên lửa siêu vượt âm như Oresnik. Cuộc chiến tại Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và sự gia tăng của các vũ khí hiện đại sẽ chỉ làm phức tạp thêm tình hình. Việc Nga sử dụng tên lửa Oresnik cho thấy sự quyết tâm của Moscow trong việc duy trì ưu thế quân sự trong cuộc xung đột kéo dài với Ukraine. Với sự hỗ trợ của các hệ thống phòng không tiên tiến và các vũ khí tầm xa, Ukraine hy vọng sẽ có thể đáp trả các cuộc tấn công và bảo vệ được các thành phố quan trọng khỏi sự tấn công của tên lửa siêu vượt âm. Tuy nhiên, sự leo thang này cũng cảnh báo về một cuộc chiến không có hồi kết, với những vũ khí ngày càng tinh vi và sự leo thang quân sự không ngừng. Hai nỗ lực mới của Ukraine sau khi bị Nga tấn công bằng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik. Sau khi Liên bang Nga phóng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik tấn công thành phố Dnipro vào ngày 21 tháng 11, Ukraine đã nhanh chóng thực hiện hai phản ứng mạnh mẽ để đối phó với các mối đe dọa mới này trong bối cảnh căng thẳng gia tăng và tình hình chiến sự ngày càng nghiêm trọng. Ukraine đang đàm phán với Mỹ để có được các hệ thống phòng không tiên tiến, bao gồm cả việc nâng cấp hệ thống Patriot hiện có và tìm kiếm hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối TSAAD để tăng cường khả năng bảo vệ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa siêu vượt âm của Liên bang Nga. Thông tin từ Bộ Tổng Tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, các cuộc đàm phán với Mỹ đang diễn ra tích cực. Mục tiêu chính là có được các hệ thống phòng không hiện đại giúp Ukraine đối phó hiệu quả với mối đe dọa từ tên lửa Oreshnik, một loại tên lửa đạn đạo có khả năng bay với tốc độ Mach 11, tương đương khoảng 13.600 km/h, gấp 11 lần tốc độ âm thanh. Loại tên lửa này sở hữu công nghệ hiện đại và được trang bị đầu đạn phần hướng độc lập MIRV, cho phép mang nhiều đầu đạn con có thể tấn công các mục tiêu quan trọng với độ chính xác cao. Tuy nhiên, tên lửa Oreshnik không chỉ dừng lại ở việc gây tổn thất về vật chất, mà còn mang thông điệp chiến lược rõ ràng từ Moscow. Theo các chuyên gia quân sự, dù tên lửa này có thể gây ra thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng, mục đích chính của Nga khi sử dụng Oreshnik tấn công Dnipro là để phát đi một cảnh báo mạnh mẽ đối với cả Ukraine và chính các quốc gia phương Tây. Sự xuất hiện của loại tên lửa này cũng phản ánh một bước tiến lớn trong chiến lược quân sự của Nga, đặc biệt khi vũ khí này có khả năng dễ dàng vượt qua các hệ thống phòng không hiện có của Ukraine. Theo một số nguồn tin quân sự, tên lửa Oreshnik được cho là thuộc tổ hợp tên lửa Kader, thể bay khoảng 15 phút trước khi lao xuống mục tiêu. Điều này cho thấy sự chính xác và tốc độ tấn công vượt trội của loại vũ khí này. Chính vì thế, Ukraine không thể tiếp tục dựa vào các hệ thống phòng không hiện tại mà phải tìm cách nâng cấp hoặc thay thế chúng bằng những hệ thống hiện đại hơn. Những cuộc đàm phán với Mỹ về các hệ thống như TSAAD hay Patriot không chỉ là một nỗ lực để ngăn chặn các tên lửa đạn đạo tầm trung của Nga, mà còn là bước đi chiến lược quan trọng giúp Ukraine nâng cao năng lực phòng thủ trong bối cảnh một cuộc chiến kéo dài đầy bất định. Đặc biệt, Oreshnik không phải là loại tên lửa duy nhất mà Liên bang Nga đang phát triển. Tổng thống Vladimir Putin đã tuyên bố rằng Moscow sẽ không chỉ dừng lại ở việc thử nghiệm Oreshnik mà còn sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa này nhằm trang bị cho lực lượng tên lửa chiến lược của Nga. Tên lửa này không chỉ có thể tấn công các mục tiêu ở Ukraine mà còn có khả năng tiếp cận mục tiêu trên toàn bộ lãnh thổ châu Âu. Tư lệnh lực lượng tên lửa Nga, ông Sergei Karakayev, đã khẳng định rằng Oreshnik có thể tấn công bất kỳ mục tiêu nào, từ các mục tiêu biệt lập đến những mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt, khiến cho loại tên lửa này trở thành một vũ khí chiến lược cực kỳ nguy hiểm. Tất cả những yếu tố này tạo nên một tình huống vô cùng căng thẳng, không chỉ đối với Ukraine mà còn đối với cả các quốc gia phương Tây. Thực tế, việc Liên bang Nga có thể triển khai một loại tên lửa siêu vượt âm mới có khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng không hiện đại và có tầm tấn công bao phủ toàn châu Âu, khiến các nước phương Tây càng thêm lo ngại về nguy cơ cuộc chiến có thể lan rộng và trở thành xung đột toàn cầu. Trong khi đó, Ukraine tiếp tục kêu gọi sự giúp đỡ từ các đồng minh để tăng cường phòng thủ, chuẩn bị đối phó với những cuộc tấn công có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, nhất là khi Liên bang Nga liên tục đưa vào sử dụng các loại vũ khí tiên tiến chưa từng xuất hiện trước đây trong xung đột. Nga tích trữ 1.500 tên lửa các loại, Ukraine choáng váng khi có thể bị thổi bay chốc lát. Nga hiện đang sở hữu một kho vũ khí tên lửa khổng lồ với hơn 1.500 tên lửa dự trữ và dự kiến sẽ gia tăng sức ép mạnh mẽ lên Ukraine trong mùa đông năm nay. Theo các nguồn tin từ truyền thông Ukraine, Moscow đã tích lũy một lượng lớn tên lửa có tầm bắn trên 350 km
sẵn sàng cho một chiến dịch tấn công mới vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Mặc dù bị cấm vận quốc tế, Nga vẫn gia tăng đáng kể tốc độ sản xuất tên lửa với khoảng 170 tên lửa chiến lược được sản xuất mỗi tháng, cao hơn rất nhiều so với mức 115-130 tên lửa mỗi tháng của năm ngoái. Trong số đó, tên lửa đạn đạo Iskander-M chiếm ưu thế với 350 tên lửa đã được sản xuất và 70 tên lửa dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối tháng 11. Tên lửa hành trình phóng bằng bệ phóng Iskander hiện có 210 đơn vị trong kho, cũng được sản xuất đều đạn với 12 tên lửa mỗi tháng. Cùng với đó, tên lửa Kalibr là loại tên lửa chủ yếu trong kho dự trữ của Nga với 390 đơn vị và có kế hoạch sản xuất thêm 30 đơn vị trong tháng này. Tên lửa KH-101 và Kinzhal mặc dù ít hơn nhưng cũng nằm trong kho dự trữ của Nga với khoảng 50 tên lửa KH-101 được sản xuất trong tháng 11 và 70 tên lửa Kinzhal có sẵn. Tên lửa KH-22, một loại đã ngừng sản xuất nhưng đang được hiện đại hóa thành KH-32 với khoảng 230 đơn vị hiện có, là một phần của kho vũ khí này. Trái ngược với những tuyên bố trước đây của phương Tây và Ukraine về việc Nga gần hết tên lửa, thực tế cho thấy Nga không chỉ duy trì mà còn gia tăng sản xuất tên lửa chiến lược. Mỗi khi các thông tin này được công khai, Nga lại thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn, đặc biệt là vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 9 năm 2024, hơn 1.000 cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng của Ukraine đã được ghi nhận, khiến hệ thống năng lượng quốc gia này rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng. Theo dự báo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, Ukraine có thể thiếu tới 6 gigawatt điện vào mùa đông năm nay, gấp 3 lần mức thiếu hụt điện mùa hè trước. Mùa đông 2024 đối với Ukraine dự báo sẽ là mùa đông khó khăn nhất trong lịch sử hiện đại. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine, ông Sherman Galushchenko, đã cảnh báo rằng tình trạng thiếu điện sẽ nghiêm trọng hơn bao giờ hết khi sản lượng điện của Ukraine giảm mạnh và đất nước đối mặt với nguy cơ mất điện kéo dài. Với việc Nga chuẩn bị dội thêm đòn tấn công vào các cơ sở năng lượng, Ukraine có thể phải trải qua một mùa đông không chỉ lạnh, giá mà còn đầy thử thách về mọi mặt. Tổng thống Putin tuyên bố sản xuất hàng loạt tên lửa đạn đạo không thể đánh chặn Oresnik. Sau khi Moscow phóng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oresnik vào thành phố Dnipro của Ukraine, đáp trả các cuộc tấn công tầm xa mà Kiev nhận được từ Mỹ và Anh, Tổng thống Vladimir Putin đã ra tuyên bố quyết liệt về tương lai của loại vũ khí này. Trong cuộc họp với lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các chuyên gia vũ khí tại Moscow vào ngày 22 tháng 11, ông Putin khẳng định rằng Nga sẽ không chỉ tiếp tục thử nghiệm Oresnik trong các điều kiện chiến đấu thực tế, mà còn bắt đầu sản xuất hàng loạt loại tên lửa siêu vượt âm này để trang bị cho lực lượng tên lửa chiến lược. Ông cho biết loại tên lửa này với công nghệ siêu vượt âm tiên tiến sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong kho vũ khí của Nga và có khả năng tấn công các mục tiêu chiến lược, bất kể chúng có được bảo vệ nghiêm ngặt như thế nào. Đặc biệt, Oresnik không chỉ là một phiên bản nâng cấp của các loại tên lửa cũ, mà là kết quả của một chương trình nghiên cứu quân sự hiện đại được phát triển trong bối cảnh Nga hiện đại và không còn liên quan đến di sản của Liên Xô. Ông Putin khẳng định rằng hệ thống Oresnik không thể bị đánh chặn bởi bất kỳ phương tiện phòng không nào hiện có trên thế giới, một tuyên bố khiến không chỉ Ukraine mà cả các quốc gia phương Tây phải đối mặt với sự lo ngại về khả năng bị tấn công bất ngờ. Điều này đồng nghĩa với việc các hệ thống phòng không hiện đại mà Ukraine đang tìm kiếm từ phương Tây có thể không đủ để đối phó với mối đe dọa này. Tư lệnh lực lượng tên lửa Nga Sergei Karakayev trong một phát biểu cùng ngày đã nhấn mạnh rằng tên lửa Oresnik có thể tấn công mọi mục tiêu trên toàn lãnh thổ châu Âu, làm tăng sự căng thẳng trong bối cảnh chiến sự đang leo thang. Với khả năng tiếp cận mục tiêu từ xa, tên lửa Oresnik có thể thay đổi hoàn toàn cục diện chiến trường, khiến các lực lượng Ukraine càng thêm lo ngại về khả năng bảo vệ các mục tiêu chiến lược của mình. Hệ thống tên lửa này được thiết kế để tấn công từ mục tiêu đơn lẻ cho đến các khu vực lớn, và đặc biệt có khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng thủ mạnh mẽ, một điểm mạnh giúp Oresnik vượt trội so với các loại vũ khí tầm xa khác. Trong bối cảnh đó, Ukraine không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gấp rút tìm kiếm các hệ thống phòng không tân tiến từ phương Tây để đối phó với mối đe dọa này. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các đồng minh cung cấp sự hỗ trợ khẩn cấp, nhưng trong khi đó Moscow lại tiếp tục gia tăng sản lượng tên lửa siêu vượt âm và các vũ khí chiến lược khác, gây sức ép không nhỏ lên Kiev. Cuộc chiến vốn đã kéo dài gần 3 năm, nay lại bước vào một giai đoạn căng thẳng mới khi sự xuất hiện của những vũ khí hiện đại như Oresnik khiến mọi tính toán chiến lược của Ukraine trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.